Đây nha, đây là bình giống của nhà nhé, có hai xô, một loang và một đỏ muỗng hồng bé đang đi. Ở bên kia còn có một con đỏ muỗng hồng to nữa đang phối khá được nhiều con giống rồi. Đây mình xin giới thiệu, đây là những con giống của trại, sắp tới sẽ phối cho anh em quanh khu vực Thái Bình và lân cận. Đấy, còn có những em bực xô đỏ này, bực xô đỏ loang và nay giờ hơi tối. Đây em loang đây, đây là em xô vàng 1 cân 8, và em này hiện tại là bây giờ đang là 7 tháng là được 2 cân 1 rồi. Đấy, và tại bây giờ đang có một con giống gọi là khác biệt một tí là một vậy, nhưng hai con bé mới cho anh em xem sau rồi. Đấy, đấy, hiện tại là nhà mình đang có 4 em chuẩn bị lên con giống cho anh em quanh khu vực Thái Bình. Em này mới được có gần 3 tháng này, con trai con trai dạ chi mới được có 5 lạng. Đấy, đấy, anh em có gì liên hệ có số điện thoại cho mình là 0965628793. Mình ở Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình nhé. Anh em có gì liên hệ cho mình để mua con giống hay là số giống nào thì liên hệ cho mình biết. Đấy, ok, cảm ơn anh em nhé. Đấy, có gì liên hệ cho mình biết thôi.